Minh Đức mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, kết quả thực hiện nghị quyết số 43 năm 2022 về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các đại biểu nhận định, trong năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, phục hồi kinh tế chậm, tăng trưởng kinh tế thấp, nhu cầu tiêu dùng giảm, nợ công tăng cao, đã tác động mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng hàng hóa, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu, ảnh hưởng nặng nề hơn đến mọi mặt đời sống, kinh tế xã hội. Nước ta cũng đối mặt với những khó khăn thách thức tiếp diễn từ quý tư năm 2022. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại, khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, giảm tốc. Trên cơ sở phân tích kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, đa số ý kiến đại biểu đồng tình với các định hướng lớn, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp như báo cáo của Chính phủ. Đồng thời, đại biểu cũng đề nghị Chính phủ và các bộ ngành cân nhắc đánh giá, dự báo sát tình hình để có chính sách giải pháp thực hiện tốt việc kiểm soát chặt giá cả thị trường, có chính sách điều tiết hài hòa, cân bằng, hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa cung và cầu, giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, giữa bên trong và bên ngoài, có cơ chế kiểm soát tốt thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản, duy trì kết quả đạt được của các ngành lĩnh vực trong 9 tháng qua, có biện pháp đảm bảo nguồn cung từ sản xuất và tập trung vào những giải pháp thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt được kết quả tăng trưởng kinh tế cao nhất trong những tháng cuối năm. Trong đó, cần quan tâm các nội dung kích cầu tiêu dùng, kích cầu đầu tư, thúc đẩy xuất khẩu, duy trì kết quả thương mại bền vững. Ngày hôm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cho thôi làm nhiệm vụ trưởng đoàn đại biểu Quốc hội và phê chuẩn kết quả bầu trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Theo đó, tại nghị quyết số 889, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Cần Thơ. Tại nghị quyết số 887, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn ông Lê Quang Mạnh thôi làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để thực hiện nhiệm vụ khác. Trước đó, ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ được Quốc hội bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Sáng nay, đoàn giám sát số 1164 do ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, đến giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo nghị quyết số 17 ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí và thực hành tiết kiệm trên địa bàn thành phố Cần Thơ đối với Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố. Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Tổng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy. Thời gian qua, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai cụ thể hóa nghị quyết số 17 với hình thức, nội dung phù hợp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại hạn chế về công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, việc quản lý tài chính, kê khai tài sản của đối tượng theo quy định, công tác quy hoạch quảng cáo ngoài trời, vai trò của cấp ủy trong lãnh chỉ đạo việc khắc phục những sai phạm đã được chỉ ra, từ đó đề ra nhiệm vụ giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cũng trong sáng nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 21 ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định về nhuận bút thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.
nhằm tạo cơ sở pháp lý chi trả nhuận bút thù lao cho sự sáng tạo, khai thác sử dụng tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc khai thác sử dụng các tác phẩm mà chủ yếu chủ sở hữu quyền tác giả là nhà nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 21 năm 2015. Sau hơn 8 năm triển khai, đã tạo nhiều thuận lợi cho các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước trong việc sử dụng dự toán và thanh quyết toán, kinh phí chi trả nhuận bút, thù lao hàng năm, góp phần thúc đẩy khuyến khích sáng tạo và phổ biến các tác phẩm văn học, khoa học, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa và nhu cầu của công chúng. Bên cạnh những mặt tích cực, Nghị định 21 vẫn còn một số tồn tại cần đánh giá đồng bộ bổ sung kịp thời. Trước hết là đảm bảo sự đồng bộ phù hợp luật sửa đổi bổ sung một số điều luật sở hữu trí tuệ năm 2022, đáp ứng sự thay đổi thực tiễn nghệ thuật, nhằm bao quát tất cả thể loại, các hình thức tác phẩm, chức danh sáng tạo. Sau hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp và báo cáo Chính phủ xem xét. Quý vị và các bạn thân mến, trong hoạt động du lịch thì nhân viên điều hành tour có vai trò quan trọng trong việc thiết kế lịch trình cho mỗi tour tuyến, cũng như giữ vai trò kết nối các khâu, bộ phận khác nhau trong một đơn vị để mang đến những chuyến du lịch chất lượng cho khách hàng. Cùng với sự nỗ lực của mỗi cá nhân hay đơn vị du lịch, thì ngành chức năng thành phố Cần Thơ cũng đã có sự quan tâm đến đội ngũ này. Lớp tập huấn nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế nội địa dành cho lực lượng lao động trong ngành du lịch và mở rộng đối tượng là sinh viên ngành du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ vừa được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ phối hợp tổ chức. Lớp tập huấn này cung cấp cho học viên những xu hướng triển vọng của du lịch thế giới và tình hình phát triển du lịch Việt Nam, chuyển đổi số trong du lịch, quản lý nhà nước về du lịch và chức năng báo cáo của các đơn vị kinh doanh lữ hành, phát triển du lịch bền vững, quy tắc và xu hướng. Xây dựng các giáo án thì chúng tôi chú trọng hơn về những cái tình huống, chủ yếu là trao đổi với học viên về những cái vấn đề phát sinh, những cái tình huống để cho học viên của mình có thể vận dụng được trong cái công tác làm thực tế hàng ngày. Chính nhờ sự tập trung hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ điều hành như vậy, nên đối với những người dù đã hoặc chưa có kinh nghiệm làm công tác điều hành du lịch, thì qua lớp tập huấn này đã giúp họ bổ sung thêm nhiều kiến thức mới cũng như kỹ năng hữu ích trong nghiệp vụ của mình. Đặc biệt là những kỹ năng về giao tiếp, ứng xử, văn minh du lịch, xây dựng và tính giá chương trình du lịch, nghiệp vụ điều hành và xử lý tình huống trong điều hành du lịch. Bản thân tôi từ hướng nhân viên đi lên để trở thành ban quản lý và điều hành của Hợp tác xã Du lịch Công nghiệp Cùng Sơn, thì nhờ vào trong cái lớp học này thì tôi học được những cái cách tính giá tour của một đơn vị và tìm hiểu được những cái tâm lý khách hàng và xu hướng du lịch và những sản phẩm du lịch sắp tới của Cần Thơ. Trước giờ em làm điều hành là cũng trên 10 năm rồi, nhưng mà đăng ký cái lớp học này có những cái điều mà trước đây là em chưa từng biết. Là được thầy dạy, mình có thể bổ sung kiến thức của mình, là ví dụ như là lắng nghe nhiều hơn, rồi những cái kiến thức về điều hành trước đây mình chưa biết, hoặc là những ứng dụng về tinh học trong du lịch đó giúp cho công việc của mình nó thuận lợi, nó nhanh hơn. Từ đây tới cuối năm thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng tăng cường thêm các tập huấn, đặc biệt là chú trọng về cái công tác đào tạo cho tập huấn về cái nghiệp vụ ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử. Đồng thời qua đó thì cũng hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh một số cái quy định mới về luật du lịch cũng như là các quy định để hướng cho các cơ sở. Thứ nhất là làm đúng theo luật quy định. Thứ hai là cũng nâng cao cái hiệu quả chất lượng dịch vụ, nâng cao các chất lượng sản phẩm. Theo thống kê từ các quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, hiện có 74 đơn vị kinh doanh lữ hành, trong đó có 42 đơn vị lữ hành nội địa và 32 đơn vị lữ hành quốc tế, 36 khu điểm vườn du lịch và 636 cơ sở lưu trú du lịch. Việc tăng cường tổ chức các lớp nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự làm công tác điều hành du lịch sẽ là đóng góp quan trọng để du lịch Cần Thơ ngày càng có nhiều tour đa dạng, khai thác hiệu quả lợi thế tiềm năng của thủ phủ miền Tây sông nước. Xin được liên tục chương trình. Thưa quý vị, ông Vương Công Khanh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng, chủ trì hội nghị liên tịch chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân quận khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân quận Cái Răng dự kiến tổ chức trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 12 năm 2023.
Dự kiến kỳ họp sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân quận, thông qua 29 thông báo báo cáo, 5 tờ trình dự thảo nghị quyết, trình Hội đồng Nhân dân quận xem xét quyết nghị theo thẩm quyền và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân quận. Công an quận Cái Răng vừa hội nghị sơ kết công tác công an quý 3 và 9 tháng của năm 2023. Nổi bật trong quý 3 và 9 tháng năm 2023, Công an quận Cái Răng đã thực hiện đạt 36 trên 48 chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ Công an giao, từ đó đảm bảo tốt trật tự và an toàn xã hội, triệt phá 180 vụ, bắt 382 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm về trật tự xã hội là 77 vụ, điều tra phá án đạt 89%, án đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ phá án đạt 100%, án ít nghiêm trọng đạt 86%, vân vân. Ngoài ra, Công an quận còn đảm bảo tốt việc tiếp nhận giải quyết 189 tin báo tội phạm, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng, quận đã xảy ra 8 vụ, làm chết 8 người, trong đó có 3 vụ xảy ra trên tuyến đường giao thông do Công an quận quản lý. Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thủy sơ kết công tác 9 tháng và triển khai phương hướng các tháng còn lại của năm. 9 tháng qua, Chi cục thi hành án dân sự quận đã thụ lý 1.705 vụ việc. Qua xác minh có 1.151 việc có điều kiện giải quyết và đã giải quyết xong 727 việc, đạt trên 63% tổng số tiền thụ lý trên 720 tỷ đồng. Đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước và ngân hàng phải thi hành 1.256 việc, số tiền trên 180 tỷ đồng. Qua đó đã giải quyết được 848 việc, thu số tiền trên 5 tỷ 500 triệu đồng, đạt 74% về việc. Trong 9 tháng, đã ban hành 14 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế, giảm 7 trường hợp so với cùng kỳ. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng quy định pháp luật. Tới đây, Chi cục thi hành án dân sự quận tiếp tục chỉ đạo tổ chức thi hành án theo hướng đơn giản hóa quy trình thủ tục, rút ngắn thời gian đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là phối hợp chặt chẽ giữa Viện Kiểm sát, Tòa án, Công an, Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự. Ủy ban Nhân dân xã Tân Thới, huyện Phong Điền phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Minh Lạng Sơn tổ chức hội thảo xây dựng mã số vùng trồng và kỹ thuật bón phân chăm sóc cây sầu riêng. Toàn xã Tân Thới có gần 1.000 hecta trồng sầu riêng, trong đó có 560 hecta đang cho trái, với sản lượng năm 2023 đạt gần 10.000 tấn. Tại hội thảo, đại diện công ty đã thông tin về lợi ích của việc xây dựng mã số vùng trồng, hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ xây dựng mã số vùng trồng, các chính sách liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm sầu riêng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Minh Lạng Sơn, đồng thời hướng dẫn nông dân sử dụng thí điểm một số loại phân thuốc hữu cơ để phục hồi cây sầu riêng bị suy yếu, năng suất trái thấp. Hiện Phong Điền đã có 2 vùng trồng sầu riêng được cấp mã số là đơn vị thu mua Chánh Thu và Hợp tác xã Tân Thới 1. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được quận Ô Môn quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng qua, quận đã cấp hơn 9.300 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng là trẻ em với số tiền khoảng 6 tỷ 300 triệu đồng. Trao quà Tết Nguyên Đán cho 200 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ có cha hoặc mẹ mất do COVID-19 với số tiền 22 triệu đồng. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức hội thi vẽ tranh với chủ đề Ước mơ của em, đã chọn được 12 tác phẩm dự hội thi vẽ tranh cấp thành phố. Qua đó giúp các em trang bị các kiến thức, kỹ năng, phát huy sự sáng tạo của trẻ, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Ban Chỉ huy quân sự quận Thốt Nốt phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường Thuận Hưng vừa tổ chức khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội năm 2023. Căn nhà được xây dựng cho gia đình anh Thái Việt Đàn ở khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, là quân nhân xuất ngũ, hiện là lực lượng dự bị động viên của lực lượng vũ trang quận Thốt Nốt. Tổng kinh phí xây dựng hơn 80 triệu đồng, trong đó quận vận động hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại các mạnh thường quân và người thân trong gia đình đóng góp để căn nhà được khang trang hơn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.